Nancy Momoland đã tìm ra kẻ chụp lén ảnh nhạy cảm của nữ idol. Vào tháng 1 vừa qua, thông tin Nancy Momoland bị phát tán ảnh thay đồ chụp lén trong hậu trường lễ cho giải Asia Artist Award 2019 diễn ra tại Việt Nam đã khiến cả xứ Hàn và cộng đồng fan K-pop châu Á chấn động. Ngay lập tức, công ty quản lý của nữ idol tuyên bố nhờ đến pháp luật để xử lý nghiêm minh cả người chụp lẫn người phát tán trái phép loạt hình ảnh này. Ban tổ chức Asia Artist Award cũng cho biết, chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với cơ quan chức năng ở Việt Nam và Hàn Quốc để tìm ra thủ phạm. Và đến hôm nay ngày 9 tháng 3, theo tờ tin tức Sportcan, cảnh sát đã tìm ra danh tính kẻ đầu tiên quay lén, phát tán những ảnh của Nancy và kẻ thứ hai dùng những hình ảnh này để giao dịch tiền bạc. Một số cư dân mạng khác, chưa rõ quốc tịch Việt Nam hay Hàn Quốc, có liên quan đến vụ việc cũng đang bị điều tra. Theo Sportcan, nhiều khả năng những kẻ này sẽ phải đối diện với các cáo buộc dân sự và hình sự do hành vi vi phạm đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, truyền bá nội dung khiêu dâm và các quyền cá nhân theo đạo luật thông tin và truyền thông. Về phía Nancy, có vẻ như sau scandal bị lộ ảnh nhạy cảm chụp lén tại Asia Artist Award 2019 Việt Nam, Nancy đã dần vượt qua và lấy lại phong độ. Mới đây, tạp chí Single đã nhá hàng bộ ảnh mới của Momoland cho số tháng tới. Ngay lập tức, những hình này đã khiến các fan phát sốt về diện mạo mới mẻ, nhan sắc đỉnh cao và ngày càng liên hương của các cô nàng. Kể cả thành viên Zui từng nhận nhiều lời chỉ trích về ngoại hình, thậm chí bị gắn mác xấu nhất lịch sử K-pop, này cũng khiến khán giả phải gật gù tán thưởng. Đặc biệt, lại một lần nữa, dân tình phải thán phục trước nhan sắc và thần thái của thiên thần Lai Nancy, gương mặt phảng phất nét ngây thơ nhưng toát ra thần thái sang chảnh, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Đầu năm 2021 vừa qua, những bức ảnh chụp lén cảnh nữ thần tượng đang thay đồ ở hậu trường được đăng tải vào một hội nhóm kín khoảng 500 thành viên và nhanh chóng phát tán đi với tốc độ chóng mặt ngay sau đó. Việc bị phát tán hình ảnh chụp lén tại hậu trường lễ trao giải Asia Artist Award 2019 Việt Nam đã khiến Nancy bị ảnh hưởng rất nhiều về hình ảnh, danh tiếng cũng như tinh thần. Sau khi sự việc bùng nổ, rất nhiều fan hâm mộ của cô nàng đã lập tức chèn hashtag Out Rainbow Nancy, đồng thời gửi email đến MLD Entertainment yêu cầu công ty chủ quản có động thái bảo vệ nữ thần tượng. Các fanpage của nữ idol ở Việt Nam cũng bày tỏ sự phẫn nộ đến kẻ quấy rối và cả cách làm việc bất cẩn của phía công ty. Vụ việc này cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông vấn nạn camera ẩn, xâm hại sao nữ nói riêng và phụ nữ nói chung. Trước Nancy, showbiz Hàn đã có nhiều ngôi sao xứ Hàn trở thành nạn nhân của những kẻ xấu quay lén như Oh Hyun Kyung, Baek Ji Hyun, Ivy, Guhara. Về phía MLD Entertainment, họ khẳng định những bức ảnh của Nancy đã bị chỉnh sửa ác ý và tỏ ra vô cùng tức giận khi những bức ảnh riêng tư của nghệ sĩ dưới trướng bị lan truyền trái phép. Công ty cho biết thêm, họ đã và đang hợp tác tích cực với cảnh sát, chuẩn bị khởi kiện cả người chụp lén lẫn những ai đã lan truyền ảnh của nữ idol. Hành động của công ty khiến người hâm mộ phần nào yên tâm khi khẳng định sẽ không nhân nhượng với những kẻ xấu, đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin, tư liệu được gửi đến từ người hâm mộ để sử dụng làm bằng chứng. Bên dưới thông báo, rất nhiều bình luận của cư dân mạng yêu cầu MLD Entertainment công khai danh tính, đồng thời mong muốn xử phạt thật nặng những kẻ sai phạm đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người hâm mộ K-pop Việt Nam và cả nước nói chung. Riêng bạn nghĩ sao về vấn đề này?